Rồi bắt đầu. Chấm cho Nhung xin một cái nhá, và để ý cho Nhung xem là âm thanh ngày sáng đã ổn chưa, bởi vì là ngày hôm nay thì Nhung sử dụng rất là nhiều máy livestream nên là phải tương tác với mọi người qua những cái màn hình phụ như này để có thể là không bị bỏ sót bất cứ một cái comment nào rồi nhá. Ok, rồi chúng ta vào livestream thì chấm tương tác xuống đây và mình cho Nhung xin một vài những cái feedback xem là âm thanh ngày sáng đã ok chưa nhá. Đó, không biết là mọi người có nghe rõ Nhung nói không, và chúng ta xem lại cái đường truyền mạng của mình nhá, xem là cái đường truyền mạng của mình đã ổn chưa, đúng không nào? Ok, và những nàng nào mình đã vào livestream rồi là chúng ta chấm bài xuống đây nhé. Đó. Không biết là âm thanh ánh sáng đã ok chưa, nhưng thấy là ánh sáng này thì khá là ổn rồi. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Đó, nếu như mà chúng ta thấy rõ rồi thì mình là ok một cái xuống đây cho Nhung nhé. Và ngày hôm nay thì như đã chia sẻ từ đầu á, là buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài những cái chia sẻ đúng không ạ? Cái topic ngày hôm nay của chúng ta sẽ là dành cho những nàng nào hay là những anh chàng, những bạn nào mà có làn da mụn. Đó thì chúng ta có thể là tham khảo những cái cách, ví dụ như là cái quá trình mà chúng ta bị mụn như vậy, mình đã có những cái cách để điều trị, tuy nhiên nó chưa đúng lắm đúng không ạ? Khiến cho cái da của chúng ta nó càng trở nên tệ hơn, hoặc là nó không thể nào mà nó đỡ được. Thì ngày hôm nay sẽ có một cái topic là mọi người có thể là để lại những cái comment xuống đây đúng không ạ? Làn da của chúng ta hiện tại đang gặp phải những cái tình trạng gì thì mình hoàn toàn có thể để lại comment xuống dưới. Nhung cũng sẽ cố gắng là chia sẻ cho mọi người tất cả những cái gì mà Nhung biết nhá. Ok rồi nha, dạ vâng, cảm ơn Khánh Linh chị nhá. Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cái vấn đề của ngày hôm nay đi. Thì thực chất thì sẽ không muốn dài dòng quá là nhiều. Nếu như mọi người đã từng gặp phải cái tình trạng da mụn ấy thì mọi người sẽ thấy rằng thứ nhất là gì? Nó rất là bất tiện trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mình sẽ bị ngại hơn trong cái việc là chúng ta giao tiếp đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là nó khiến cho chúng ta bị những cái tình trạng như là bị đau, khó chịu. Bởi vì nhá, khi mà những cái mụn chúng ta mụn nhỏ li ti thì không nói, nhưng mà những cái nốt mụn mà nó to chẳng hạn đúng không ạ? Mình khi mà nó bắt đầu nó to lên rồi, nó sưng lên rồi, rất là đau, rất là khó chịu, không muốn đeo khẩu trang, không muốn làm gì, không muốn ra khỏi nhà nữa. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta, chứ không chỉ đơn giản là thẩm mỹ thôi đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay thì Nhung cũng sẽ có một vài những cái tip để, tức là sẽ có những cái lưu ý cho chúng ta để mình có thể chăm sóc da nó tốt hơn, đặc biệt là với da nhạy cảm và da mụn mọi người nhá. Nhưng cũng muốn là mọi người sẽ tương tác với Nhung một chút xíu. Đấy, nếu như mà chúng ta có bất kể vấn đề gì mình cần hỗ trợ thì chúng ta hoàn toàn thể là comment xuống đây nhá. Và có một cái đầu tiên, khi mà mọi người chúng ta bị mụn ấy, mình rất hay mắc phải, đó là cái việc mà chúng ta đưa tay lên sờ trên mặt của mình. Đấy, cái này là cái chắc chắn là ai cũng mắc phải luôn. Và rất là nhiều người mình hay đi nặng mụn đúng không ạ? Đó, khi mà chúng ta bị mụn thì bản thân như là Nhung cũng thế, hay là bạn bè Nhung thế. Đấy, khi mà bị mụn nhá, là mình chưa biết được rằng cái làn da của mình bị mụn như vậy là do nguyên nhân gì, do đâu. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ da mụn nhạy cảm, khổ ghê, đúng rồi, rất là khổ luôn. Đấy, khi mà bắt đầu mình bị mụn này, mình thấy là gì, hơi bị bế tắc các cái rồi, bắt đầu sẽ đi nặn mụn đúng không ạ, đến các spa này cái thứ. Tuy nhiên chúng ta không nên nặn mụn, bởi vì sao? Chúng ta nặn mụn, thứ nhất là chúng ta phải biết rằng cái làn da của chúng ta đang gặp phải tình trạng gì. Đấy, nếu như da của chúng ta bị viêm này đúng không ạ, thì mình nên đến những cái bệnh viện da liễu để mình được những cái sự tư vấn hỗ trợ đúng nhất, cũng như là phù hợp nhất với cái làn da của mình. Thứ hai nữa là gì, khi mà chúng ta nặn mụn như vậy thì các spa đa phần nhá, là các spa người ta làm nặn mụn cho mình xong cũng không có hướng dẫn mình cách để cho chúng ta chăm sóc da sau khi nặn mụn. Và cái việc nặn mụn như vậy nó khiến cho chúng ta dễ dàng bị nhiễm những cái vi khuẩn, virus hơn đúng không nào? Đấy, đặc biệt là gì,
Ngày xưa thì Nhung thấy là các cụ chúng ta hay nói là không không nên nặn mụn cái vùng tam giác ở bên dưới này. Tuy nhiên mọi người ạ, thực chất là cả cái khuôn mặt của chúng ta đều không nên nặn mụn. Tuy nhiên cái vùng tam giác này nó là cái vùng cực kỳ là nhạy cảm mọi người nhá. Nếu như ấy mà mọi người chúng ta nặn mụn trên cái phần đấy, sau đó là chúng ta đi ra ngoài này để nhiễm khuẩn này, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, thậm chí ấy, nó gây ra nhiễm trùng máu mọi người. Nên là cái việc mà chúng ta chăm sóc da của mình sau khi nặn mụn nó rất là quan trọng. Thì riêng cá nhân Nhung đấy, trong trường hợp ví dụ chúng ta bị như là bị mụn ẩn này, đúng không ạ? Những cái cồi mụn mà nó không thể nào nó ra được đấy, ví dụ lâu lâu da của chúng ta nó bị này kia các thứ đúng không, và nó bị mụn ẩn này, thì chúng ta có thể đi nặn mụn. Tuy nhiên mình phải biết cách để chăm sóc da của mình đấy. Còn cái thứ hai nữa gì, nếu như da của mình nó là cái tình trạng da nó thường xuyên bị như vậy rồi, nó viêm như vậy rồi thì không nên mọi người nhá, tuyệt đối không nên nhá. Đó à, da chị ăn gì đẹp thế rồi ok, da của Nhung ăn gì đẹp thế đúng không ạ? Thì cũng phải chia sẻ mọi người một chút xíu là không phải tự nhiên mà da nó được đẹp như này, tức là mình phải tốn rất là nhiều công sức. Thì mọi người, thứ nhất là mọi người phải có hai cái vấn đề mà chúng ta luôn luôn phải lưu ý trong cái quá trình chúng ta dưỡng da, chăm sóc da, đó là thứ nhất da của mình có đủ sạch hay không, và thứ hai là da của mình nó có đủ độ ẩm hay không. Đấy là hai cái vấn đề mà nó quan trọng nhất và nó luôn luôn song hành với nhau mọi người nhá. Nếu như mà da của mọi người ấy không sạch thì chúng ta không thể nào mà chúng ta dưỡng da được, bởi vì sao, cái lỗ chân lông của chúng ta khi mà nó bị bụi này đúng không, hay là cặn mỹ phẩm này, nó bị tắc lại như vậy, thì cái quá trình mà dầu nhờn tiết ra nó sẽ bị tắc lại ở lỗ chân lông như vậy. Đây chính là cái lý do hình thành nên mụn của mọi người. Cho nên để chúng ta hạn chế được cái tình trạng lên mụn, mọi người bắt buộc là chúng ta phải làm sạch cái làn da của mình mọi người nhá. Đó, bắt buộc là phải làm sạch cái làn da của mình. Ok, chị đang cần tìm sữa rửa mặt cho da dầu đúng không ạ? Okay, nếu như mà mọi người có cái tình trạng da dầu ấy, thì chúng ta nên tìm cái loại sữa rửa mặt mà nó có khả năng là kiềm dầu và nó cấp ẩm tốt. Đấy, rất là nhiều người hỏi Nhung là liệu da dầu ấy thì có cần phải cấp ẩm không? Thì mọi người hơi sai lầm một chút xíu trong cái việc là chúng ta dưỡng da như vậy. Nếu như da của chúng ta nhất nó mà thiếu dầu ấy, nó mà thiếu ẩm ấy, thì bắt đầu là gì, để nó có thể cân bằng được cái độ ẩm cho da, nó bắt đầu nó mới tiết dầu nhiều hơn. Chính cái tình trạng đấy gây ra tình trạng da dầu của mọi người nhá. Nên là chúng ta bắt buộc vẫn phải cấp ẩm cho da. Và cái loại sữa rửa mặt dành cho da dầu của chúng ta sẽ là loại sữa rửa mặt mà có độ pH vừa phải, không quá cao mọi người nhá. Đấy, để làm sao nó giúp cho chúng ta làm cân bằng cái độ pH trên da của mình. Thì cái độ pH vừa phải nhất đó là tầm khoảng 5.5 cho đến 6.5 mọi người nhá. Đó. Và mọi người khi mà mọi người sử dụng ấy, mọi người cũng mình tinh ý một chút đi. Sau khi mà chúng ta dùng các loại sữa rửa mặt, tẩy trang các cái này, mình cảm nhận trên cái làn da của mình nếu như mà nó bị căng kít, có đúng không, nó bị khô da ấy, thì chúng ta cũng nên lưu ý là mình đổi sang một cái loại sữa rửa mặt khác, hay là một cái loại tẩy trang khác để nó phù hợp với cái làn da của mình. Thì có một cái loại tẩy trang chị dùng son gì thế rồi ok, hiện tại thì Nhung đang dùng hai loại son, hai màu son khác nhau để có thể mix được cái màu như này. Tuy nhiên thì chắc là mọi người cũng thấy môi của Nhung khá là ok đúng không? Thì thực chất ấy là để mà đánh được son đẹp nhất, mọi người dùng son gì cũng được thôi, tuy nhiên để đánh được son đẹp nhất thì mọi người cần phải có một cái làn môi nó khỏe nhá. Chị có dùng dưỡng môi không ạ? Có chứ, trời ơi cái này là không thể thiếu được nha. Đó, hiện tại thì Nhung đang sử dụng hai cái loại này, đấy là ủ môi mọi người nhá. Thì buổi tối trước khi đi ngủ mọi người sử dụng cái này lên trên môi của mình này, sau đó là sáng hôm sau dậy mọi người sẽ thấy rằng môi của mình nó sẽ có cái tình trạng là nó mềm và nó sẽ không bị kiểu thâm khô xỉ đấy. Còn cái sản phẩm này thì Nhung thường là sử dụng cái trong cái lúc mà bất cứ lúc nào mà Nhung thấy môi của mình khô ấy, thực ra Nhung có một cái thói quen rất là tốt mà Nhung cảm thấy nó rất là ok, đấy là bất cứ khi nào mà thấy môi của mình khô đều sử dụng luôn cái dưỡng môi, và trước khi đánh son, sau khi đánh son, sau khi tẩy trang vân vân, bất kể lúc nào Nhung đều sử dụng để cho môi của mình luôn luôn trong cái tình trạng là nó ẩm và nó mịn đấy. Ok, và quay trở lại cái vấn đề vừa rồi, đó là làm sạch da. Thì hiện tại thì Nhung cũng đang sử dụng một cái loại tẩy trang mà thực sự là Nhung nghĩ rằng rất là nhiều người ở đây, đây là cái sản phẩm mà bán chạy số 1 luôn đấy. Đó, đây là cái sản phẩm tẩy trang mà Nhung nghĩ rằng gần như ai cũng đã từng sử dụng qua rồi, bởi vì nó rất là ok đúng không ạ? Nó có khả năng là phù hợp được với rất nhiều loại da của mình và nó không bị cồn đấy mọi người. Nếu như mà mọi người sử dụng những cái tẩy trang mà nó có cồn ấy, thường là nó sẽ làm khô cái làn da của mình, thì cái tẩy trang bio này nó sẽ không có cồn và mình sử dụng nó rất là ok mọi người nhá. Thì rất là nhiều người hỏi Nhung là
Thế thì không trang điểm có cần phải tẩy trang không? Thì đây cũng là một cái vấn đề mà Nhung muốn lưu ý cho mọi người nữa. Đấy, nếu như mà mọi người, cho dù là chúng ta không trang điểm nhưng chúng ta đi lại này, di chuyển ở ngoài này đúng không? Đi chơi, đi làm, đi học, về đến nhà, thì cái quá trình chúng ta di chuyển ngoài đường, bụi bẩn nó vẫn bám vào trong da của mình. Và nếu như chúng ta chỉ rửa mặt không thì nó cũng không thể nào nó sạch được mọi người nhá. Nên là cái bước đầu tiên khi chúng ta về đến nhà, đây là cái mà Nhung cực kỳ quan trọng, đó là khi Nhung về đến nhà bắt buộc là Nhung sẽ phải tẩy trang ngay từ lúc vừa bước chân về nhà luôn. Đấy, tẩy trang để làm gì ạ? Cho dù là mình không có trang điểm gì trong nữa nhưng mình vẫn có thể làm sạch những cái bụi bẩn nó bám trên da của mình. Sau đó chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái bước đó là rửa mặt mọi người nhá. Đó, rửa mặt sẽ là cái quá trình mà chúng ta vừa làm massage trên da mặt để làm kích thích tăng cái tuần hoàn máu này, tuần hoàn máu trên da của mình này, cũng như là giúp cho chúng ta sao lấy sạch hết tất cả những cái bụi bẩn còn sót lại. Bởi vì ấy, cái sản phẩm này chúng ta nhá, các em này thì Nhung cũng mới sử dụng thôi, được có khoảng đâu đó gần một tuần. Tuy nhiên thì cái cảm nhận đầu tiên đó là cái bọt của nó khá là mịn, nó không bị quá là nhiều như cái bọt của nó khá là mịn. Thì nếu như mọi người sử dụng những cái sản phẩm mà bọt của nó không đủ mịn ấy thì nó sẽ không đi vào trong cái lỗ chân lông của mình được. Đấy, thì với cái này em này thì nó có cái khả năng rất là ok, đó là nó là cái phần bọt nó khá là mịn thì nó sẽ vào được trong cái lỗ chân lông của mình và lấy đi những cái bụi bẩn còn sót lại mọi người nhá. Thì một cái bước skincare tẩy trang này dùng bị khô da không? Trời ơi, em ấy bị phải mặt dùng có ổn không chị? Ok rồi, tẩy trang này thì mọi người yên tâm cho Nhung là, bởi vì sao mà Nhung nói rằng cái tẩy trang này mọi người không hề xa lạ gì đúng không ạ? Em này thì thực chất là nó phù hợp với rất là nhiều loại da khác nhau. Đấy, sorry mọi người một chút xíu là trả lời câu hỏi của mọi người hơi chậm, bởi vì là đang phải tương tác mọi người qua một cái màn hình máy phụ ấy. Thì đấy, cái em tẩy trang này của chúng ta thì yên tâm là nó không hề bị khô da một chút xíu nào. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó có cái khả năng rất là ok, thứ nhất là nó không có cái cồn trong ấy. Thứ hai nữa là nó có cái khả năng là nó cấp ẩm vừa phải cho mình nữa mọi người nhá. Ngoài ra thì em này khi mà mọi người sử dụng xong thường ấy, mọi người dùng dầu tẩy trang các cái đúng không ạ, thì mọi người hay bị cái tình trạng là nó kiểu nó hơi rít rít trên da của mình. Tuy nhiên em này thì mọi người dùng xong cảm giác như là không có gì luôn. Và da bạn đẹp quá, dạ vâng, cảm ơn chị Hà Thúy rất là nhiều nhá. Đó. Khi mà mọi người chúng ta về đến nhà thì mọi người nên là gì? Đầu tiên tẩy trang, sau đó là rửa mặt. Đấy, hai cái bước không thể thiếu rồi, chắc chắn rồi. Và Nhung cũng khuyên mọi người đó là một tuần chúng ta nên tẩy da chết 2 lần mọi người nhá. Một tuần nên tẩy da chết 2 lần để làm sao những cái tế bào, tức là khi mà chúng ta tẩy trang này hay là chúng ta rửa mặt này thì những cái bụi bẩn được lấy đi. Tuy nhiên thì những cái tế bào sừng chết ở trong da của chúng ta nó vẫn sẽ ở đó đúng không ạ? Nó không được lấy đi. Thì để chúng ta có được một cái làn da nó tươi mới hơn cũng như là nó sạch, nó thông thoáng hơn thì một tuần mọi người cũng cố gắng là mọi người tẩy da chết 2 lần nhá. Đấy. Da mình bị nẻ đầu mũi với má có phải do mình dùng nước nóng rửa mặt không? Đúng rồi chị Hà Thúy ơi. Đấy, nếu như mà mọi người bị nẻ cái phần mặt của mình ấy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì trong cái thời tiết như này Nhung thấy là rất nhiều người bị, đó là mình sử dụng nước nóng để rửa mặt. Vì khi chúng ta sử dụng nước nóng ấy thì nó sẽ làm cho chúng ta bị khô cái phần da của mình đi. Cái thứ hai nữa là cái thời tiết nó hơi lạnh một chút xíu ấy thì mọi người cũng hơi lười uống nước đúng không ạ? Đấy, mọi người nhớ nhá, lúc nào chúng ta cũng cần phải có một cốc nước như này. Chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy khát hay chúng ta có thời gian chúng ta cứ nên uống nước đi, bởi vì sao? Uống nhiều nước rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên là gì, mình sử dụng những cái sản phẩm để chúng ta cấp ẩm cho da, bởi vì sao cái thời tiết bây giờ nó cũng đã hanh khô rồi đó. Bên cạnh việc là chúng ta dưỡng da từ bên trong đúng không ạ, mình uống nước này, mình ăn uống một cái healthy này, thì chúng ta cũng phải dưỡng da của mình nữa. Thì ngày hôm nay Nhung sẽ có hai cái loại, nó sẽ tùy theo cái làn da của mọi người nhá. Thì hiện tại là Nhung đang dùng cái Ultrop này đó, thì em này nó sẽ rất là ok dành cho những nàng nào mà chúng ta muốn là mình cấp ẩm cho cái làn da của mình. Ngoài ra thì nếu như những nàng nào chúng ta muốn là được dưỡng ẩm nó toàn diện hơn đúng không ạ, nếu như làn da của chúng ta nó không phải là làn da quá là yếu cần được phục hồi thì mình có thể sử dụng cái em này trong cái quá trình chúng ta dùng hàng ngày. Còn những nàng nào nhá mà chúng ta ví dụ mình bị gọi là da của mình nó yếu này đúng không, da nhạy cảm này, rồi thì da của chúng ta nó đã từng sử dụng phải những sản phẩm kem trộn các thứ kém chất lượng thì mình nên dùng em này để vừa là cấp ẩm cho chúng ta và vừa là giúp cho chúng ta tái tạo lại làn da và nó phục hồi lại làn da của mình mọi người nhé. Đó, mùa này dùng kem chống nắng không em nhỉ, chị ở trong nhà suốt ít ra thường. Mọi người ơi, chúng ta lại quên mất một điều là từ những buổi trước Nhung vẫn nói cho mình rồi đúng không ạ, là cho dù thứ nhất là gì,
cho dù mọi người không đi ra ngoài nắng, mọi người cũng cần phải bôi kem chống nắng nhá. Đấy, chính vì thế nên là chúng ta sẽ sinh ra một cái loại kem chống nắng, đó là gì? Cái chỉ số chống nắng của nó thấp, sử dụng dành cho những ai mà thường xuyên làm việc trong cái môi trường văn phòng, tiếp xúc với những ánh đèn, ánh sáng ở trong phòng, đúng không ạ? Đó, ở đây của chúng ta thì sẽ có cho mình hai cái em kem chống nắng mà buổi trước thì Nhung cũng có giới thiệu cho mọi người rồi, tức là có review qua một chút xíu. Đấy thì cái em tuyết mà to như này, đúng không ạ? Nó sẽ có chỉ số chống nắng là SPF 30, sử dụng cho những nàng nào, những chị nào mà chúng ta ngồi văn phòng các cái, đúng không ạ? Còn đối với những nàng nào, những chị nào mà chúng ta đi ra ngoài thì mình có thể là nhất là trong cái thời tiết như thế này, mặc dù là nó không có nắng đâu nhưng mà vẫn sẽ có những cái tia UVA, UVB nó ảnh hưởng đến da của mình rất là nhiều. Mình sử dụng cho Nhung cái em này nhá. Em này là chỉ số chống nắng sẽ là SPF 50. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề, đó là vấn đề về da mụn. Thì cái việc chống nắng cũng là việc rất quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta dưỡng cái làn da mụn của mình. Đấy, trước đây thì Nhung hay, tức là Nhung hay có một cái quan niệm sai lầm, đó là khi mà mình dùng kem chống nắng ấy, là mình dùng kem chống nắng ấy thì là mình sợ là kiểu nó bị rít bên này các cái, xong rồi sợ là nó bị lên cụn nhiều hơn. Tuy nhiên mọi người ơi, chúng ta nên sử dụng những loại kem chống nắng mà nó không nâng tông da và nó sẽ đẹp vào da ngay lập tức. Thì những nàng nào hay là những anh chị nào mà chúng ta bị da mụn ấy, mình có thể sử dụng những cái loại như thế nhá. Hoặc là ở đây chúng ta thì sẽ có một cái nữa, đó là sữa. Đấy, em này nó là dạng sữa chứ nó không phải dạng kem, thì cái khả năng thẩm thấu của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì những nàng nào, anh chị nào mà chúng ta có cái làn da mụn thì da nhạy cảm thì mình cũng hoàn toàn thể sử dụng được, bắt buộc là chúng ta phải sử dụng kem chống nắng nhá. Có loại nào chị thâm mắt không nhở? Mắt tớ như gấu trúc luôn rồi. Rồi ok mọi người ơi, đúng rồi đúng rồi. Thực chất là Nhung cũng là một người mà thức khá là khuya, và mọi người có thể nhìn thấy nhá, cái phần vùng da dưới mắt của Nhung này cũng khá là thâm. Tuy nhiên là nó còn đỡ hơn ngày trước rất là nhiều ấy. Bây giờ nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, bởi vì Nhung cũng tìm rất là nhiều cách. Thứ nhất là massage vùng mắt này, rồi thì nhỏ mắt này, rồi thì dùng serum các cái quá. Thì khi mà mọi người chúng ta bị thâm mắt như vậy thì chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng là gì, mình để cho mắt của chúng ta làm việc quá sức, như là kiểu mình tiếp xúc quá nhiều với cả ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hay là màn hình điện thoại này. Ví dụ như là chúng ta đi ra ngoài đường mình cũng cần phải chống nắng này, mình cũng cần phải đeo kính này, và đặc biệt là không được thức khuya này. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải dưỡng mọi người nhá, chúng ta cũng cần phải dưỡng nhá. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có cho mọi người một cái em đây, một cái em serum để dưỡng mắt như thế này. Thì mọi người sử dụng trước khi đi ngủ, lấy ra khoảng tầm 1 đến 2 giọt thôi. Mình dùng cái ngón tay áp út này, mọi người nhớ nhá, mình dùng cái ngón áp út này. Bởi vì sao cái ngón áp út này? Nó là cái ngón tay mà có cái lực vừa phải để chúng ta massage trên cái vùng mắt của mình. Bởi vì cái vùng da mắt của mình ấy, nó là cái vùng khá là nhạy cảm. Đây mọi người massage như thế này, và đây kéo lên như thế này. Đấy, để làm sao giúp cho cái mắt của chúng ta nó vừa sáng, nó rõ hơn, mà nó cũng giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng thâm mắt của người nhá. Đó, dùng dưỡng nào ẩm nào cấp ẩm ok bạn. Rồi không biết là Tuyết Mai hiện tại da của mình nó là làn da như thế nào. Nếu như mà da của mình nó là phần da hơi nhạy cảm thì mình có thể sử dụng cái Ultra này. Ultra này rất là ok, với cái sản phẩm này thực sự rất là nổi tiếng. Mọi người sử dụng mọi người sẽ thấy rằng nhá, nó sẽ rất là mềm mại và nó kiểu tẹp luôn trên cái da của mình ấy. Đấy, đặc biệt là em này nó là cái dạng kem khá là đặc, mọi người thấy không ạ? Đây cái chất kem của nó, đưa cho mọi người nhìn nhá. Khi mà chúng ta sử dụng em, mọi người thấy rằng nếu như mà ai đã từng bị sử dụng qua, chẳng may vô tình sử dụng qua những sản phẩm kem kém chất lượng, mọi người sẽ thấy rằng khi mà chúng ta đưa nó ra tay ấy, chỉ khoảng tầm sau 5 đến 10 giây tự động nó sẽ bị tách nước và nó bắt đầu nó chảy xuống, đúng không ạ? Thì với những sản phẩm kem như thế này, mọi người nên lưu ý một chút xíu làm sao. Đây, thì cái em này nó sẽ giúp cho mọi người là vừa cấp ẩm này, vừa giúp cho chúng ta làm sao ạ, phục hồi cái làn da mà bị yếu, đúng không ạ? Do chúng ta sử dụng phải những sản phẩm kem kém chất lượng này kia các cái. Ở đây thì Nhung nghĩ rằng không ít người đã từng chẳng may mua phải những sản phẩm kem kém chất lượng. Nhiều khi không phải là do mình cố ý đâu, nhưng mà mình sẽ mua phải những cái sản phẩm kém chất lượng hoặc là nó không phù hợp với da của mình, nó gây ra tình trạng kích ứng các cái, đúng không ạ? Đây cũng là một trong số những nguyên nhân để gây nên mụn của mọi người. Thì đây mọi người hãy sử dụng để cấp ẩm nhá. Đấy, nói chung là mụn thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà lớn nhất Nhung thấy rằng đó là do chúng ta bị kiểu, thứ nhất là do chúng ta bị kích ứng với những cái sản phẩm kem kém chất lượng, thứ hai
là do cái quá trình sinh hoạt của chúng ta nó không lành mạnh, không healthy. Và cái thứ ba đó là do chúng ta không vệ sinh đúng cách thì da của chúng ta nó bị bít cái lỗ chân lông lại. Khi mà bắt đầu tiết dầu nhờn ra thì nó bị tắc lại cái lỗ chân lông của mình. Đấy, thì đấy là những cái nguyên nhân gây ra mụn. Thì mọi người ơi, chúng ta phải biết được cái nguyên nhân làm sao để chúng ta có thể là mình điều trị được một cách tốt nhất mọi người nhá. Đó, chất kem có bị bí không bạn? Da nhạy cảm dù ok Nguyễn Tuyết Mai ơi. Nếu như bạn da của nàng nhạy cảm thì mình lại càng nên sử dụng cái Oshot này. Bởi vì em này thì nó rất là ok ở một cái điểm rằng nó có khả năng là phục hồi cho mọi người những cái làn da yếu. Đấy, thì nó giúp cho làn da chúng ta nó khỏe hơn nhá. Yên tâm là không hề bị bết dít một chút xíu nào nên mọi người hãy nhìn thấy này. Tuy nhiên thì mọi người sử dụng trong cái tiết trời này mọi người sẽ thấy rằng nó rất là thoải mái. Còn nếu như mà trong cái trời mùa hè ấy, thì Nhung nghĩ rằng mọi người sử dụng bên trong làm kem lót trước khi chúng ta make up cũng khá là ok. Đó. Và đấy, chia sẻ cho mọi người là ba cái loại da bị mụn như thế. Thì đối với cái loại da đầu tiên đó là loại da mà không vệ sinh sạch thì Nhung cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi đúng không ạ? Mình có một cách đó là chúng ta phải tẩy trang này, chúng ta phải rửa sạch cái mặt của chúng ta đi để cho chúng ta có một cái làn da nó thông thoáng, nó sạch sẽ hơn. Đấy là cái bước đầu tiên để mọi người có thể là thúc đẩy cho cái quá trình chúng ta điều trị mụn nó ok hơn. Còn đối với cái tình trạng thứ hai đó là gì ạ? Tình trạng mà chúng ta da của mình dùng phải những sản phẩm kém chất lượng thì bắt buộc là chúng ta phải cho làn da của mình nó được nghỉ ngơi. Đấy, và chúng ta phải ăn uống này, chúng ta phải sinh hoạt điều độ. Bên cạnh đó mình có thể sử dụng cái em này hình như thấy rất là ok luôn. Đấy, mọi người có thể là tìm trên những cái diễn đàn làm đẹp không chỉ ở Việt Nam của mình đâu mà là trên quốc tế nữa. Mọi người sẽ thấy rằng em này có cái lượt review cực kỳ là ổn luôn mọi người nhá. Buổi sau thì có thể Nhung sẽ làm một cái topic để chia sẻ cho mọi người và review cho mọi người những cái sản phẩm mà bản thân Nhung cũng như là những cái beauty blogger khác người ta kiểu rất là ưa chuộng ấy. Đấy, thì da dầu vùng chữ T thì cần dưỡng ẩm không? Rồi, da dầu vùng chữ T thì có cần dưỡng ẩm mọi người nhá. Nhung nói rồi, bất kể làn da của mọi người là da gì chúng ta cũng cần dưỡng ẩm. Da dầu vùng chữ T có nghĩa là da của mình là da hỗn hợp đúng không ạ? Đấy, vùng chữ T này rất là nhiều dầu nhưng cái vùng bên ngoài này thì lại rất là khô. Thì đối với làn da hỗn hợp là cái làn da mà khó chăm sóc nhất đúng không ạ? Nếu như mà da của chúng ta ở bất cứ tình trạng nào như da khô thì chắc chắn là chúng ta phải dưỡng ẩm rồi. Tuy nhiên da dầu mọi người cũng nên dưỡng ẩm mọi người nhé. Bởi vì sao? Khi mà làn da chúng ta nó bắt đầu thiếu ẩm, nó sẽ tiết ra những cái chất dầu nhờn các cái đúng không ạ? Nó khiến cho cái làn da chúng ta nó bị mất cân bằng. Đấy, làm cho làn da chúng ta nó bị dầu, bị bóng. Thì cái việc mà làn da dầu chúng ta cũng cần phải cấp ẩm rất là nhiều mọi người nhá. Đó thì mọi người có thể sử dụng. Ở đây thì nếu như là da của chúng ta nó khá là khỏe mạnh rồi, mọi người muốn là chăm sóc da của mình này. Ví dụ như Nhung, hiện tại thì Nhung không cần thiết phải sử dụng cái em này nữa, mà Nhung có thể sử dụng sang cái em kem này để có thể là dưỡng da. Tuy nhiên ấy, thì Nhung sẽ chia sẻ cho mọi người trước một cái, mọi người có thể lấy giấy bút ra để ghi. Đấy, một cái da chị đẹp thế chị dưỡng da thế nào đấy, đang định chia sẻ cho mọi người luôn, đang định nói thề luôn ấy. Mọi người hãy lấy giấy bút ra để ghi, Nhung sẽ đọc cho mọi người các bước skincare đúng theo trình tự mọi người nhá. Thứ nhất là gì ạ? Khi mà chúng ta về đến nhà chúng ta phải tẩy trang đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ rửa mặt mọi người nhá. Và rửa mặt xong thì gì ạ? Mọi người đừng vội vàng dưỡng da ngay. Bởi vì sao ạ? Nếu như mà chúng ta thiếu đi một cái bước đó là bước sử dụng toner thì cái hiệu quả dưỡng da của mình nó chỉ bằng 1/3 thôi. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng toner mọi người sẽ thấy rằng cái làn da của chúng ta nó tức là cái quá trình dưỡng da của chúng ta ấy nó được đẩy lên tối đa luôn mọi người nhá. Đây là cái bước gần như là kiểu bước liên kết giữa hai bước còn lại ấy. Thì mọi người, thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta làm sạch hết tất cả những cái mụn bẩn nó còn sót lại trong cái quá trình đầu tiên của chúng ta. Đó, và tiếp theo thì mọi người sử dụng toner như này cho Nhung. Sau đó nếu như mà mọi người sử dụng serum thì mọi người có thể là dùng luôn những cái serum ví dụ đây. Hôm nay thì Nhung cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái em serum cũng khá là ok. Thì em serum này nó sẽ có cái khả năng là cấp ẩm cho mọi người nhá. Đó. Trời ơi, đóng bị kênh rồi mọi người ạ. Ok, có thể nhờ bạn trẻ mà hộ luôn. Sorry mọi người, lúc nãy là lấy ra dùng mà đóng hơi bị kênh một chút xíu. Đấy thì mọi người sau cái bước mà mọi người sử dụng đấy, trước khi mọi người sử dụng kem ấy, mọi người có thể sử dụng luôn cái serum như thế này mọi người nhá. Đấy, mọi người đưa lên cái vùng da của mình. Hôm nay thì Nhung đang make up rồi nên Nhung sẽ không có dùng trực tiếp trên da mặt, thì sẽ thử trên phần tay của mình luôn nhá. Đấy, mọi người sử dụng này thì mình cũng dùng cho Nhung là hai cái ngón này để chúng ta khi mà chúng ta massage nó sẽ có một cái lực vừa phải. Và nếu như chúng ta sử dụng trên mặt của mình nhá, mọi người massage theo vòng tròn như thế này và massage từ dưới lên như thế này, được chưa ạ? Đấy, massage từ dưới lên để cho chúng ta gì ạ, mình không bị trùng cái cơ mặt ấy. Đấy, nếu như chúng ta sử dụng mà chúng ta
kéo xuống như này đúng không? Rất nhiều người tẩy trang các cái mà cứ kéo xuống như này, nó dễ bị gây ra cái tình trạng là nhăn cái sệ da của mình. Mọi người nhớ nhá, vuốt theo chiều lên trên như thế này, được chưa? Vòng tròn như này đấy. Mọi người sử dụng xong một cái em serum như này thì cái khoảng cách, khoảng thời gian phù hợp nhất giữa các bước với nhau đó là khoảng tầm 15 cho đến 20 phút. Đấy, mọi người cho da của chúng ta được massage, vỗ và nghỉ ngơi khoảng tầm 20 phút. Mọi người sẽ chuyển sang sử dụng cho Nhung đó là gì ạ? Kem dưỡng thế nào? Tuy nhiên thì đối với serum, mọi người có thể là sử dụng serum trên mặt này để cấp ẩm dưỡng da này, đúng không nào? Đó, và sau đó mọi người sử dụng serum mắt mọi người nhá. Rồi chúng ta cũng massage cái vùng dưới mắt như này. Chúng ta massage theo vòng như này, được chưa ạ? Và thì sử dụng hai ngón tay này để kéo này, kéo khoảng bên dưới mắt như này để cho chúng ta làm sao ạ? Kích thích cho cái mắt của chúng ta ấy, nó được kiểu tuần hoàn máu, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ấm hơn. Và ngoài ra ấy, thì cái serum này nó cũng sẽ có cái công dụng là giúp cho chúng ta trị thâm mắt rất là ok mọi người nhá. Đó, và bước cuối cùng trong cái bước skincare, bước cuối cùng của chúng ta sẽ là bước sử dụng kem, đúng không ạ? Mọi người hãy sử dụng kem, ví dụ như là kem ban đêm này, kem các thứ vân vân này, mọi người sử dụng kem cấp ẩm các thứ, đúng không ạ? Tùy theo cái tình trạng da của mình. Nếu như mà mọi người da chúng ta đã khỏe rồi, chúng ta muốn trắng thì mình sử dụng kem dưỡng trắng này, hay là da chúng ta thiếu ẩm, mọi người sử dụng kem dưỡng ẩm này, đúng không ạ? Vân vân. Tuy nhiên dưỡng ẩm là một cái mà cực kỳ cần thiết mọi người nhá, bất kể lúc nào cũng cần phải dưỡng ẩm đấy. Đó, có serum hay kem gì để trị mụn không? Mình bỏ qua bước toner được không bạn? Trời ơi, không được đâu mọi người ơi. Đó, dưỡng môi cả sáng tối hay riêng tối thế chị? Rồi, nếu như mà mọi người dưỡng môi thì đây, đang định đến cái phần dưỡng môi cho mọi người. Sau khi sử dụng kem xong, mọi người có thể sử dụng cái ủ môi này mọi người nhá. Ủ môi thì mọi người sử dụng trước khi đi ngủ này. Đấy, còn việc dưỡng môi thì như vừa rồi Nhung có chia sẻ, đó là gì? Chúng ta phải sử dụng liên tục bất cứ lúc nào luôn. Đấy, ví dụ sáng ngủ dậy đúng không ạ? Sau khi rửa mặt các cái vân vân vân, mọi người dùng luôn kem dưỡng môi này đi ạ. Đó, hoặc là ví dụ như là sau khi mà mọi người ăn uống xong, mọi người lau miệng này cũng sử dụng này, trước khi đánh son cũng sử dụng này, sau khi chúng ta đánh son xong chúng ta tẩy trang này các thứ chúng ta cũng sử dụng này. Nói chung là Nhung không quy định cái thời gian chúng ta sử dụng cái em dưỡng môi này, mà theo Nhung ấy thì là bất cứ khi nào chúng ta thấy ra cái da của mình nó hơi khô một chút xíu chúng ta sử dụng luôn mọi người nhá. Đó, rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của mọi người đó là mình bỏ qua bước toner được không bạn? Trời ơi, không được đâu các bạn ơi. Đấy, Nhung vừa nói rồi, nếu như mà mọi người bỏ qua bước toner thì mọi người có sử dụng 100, 1000 loại dưỡng da, nó cũng chỉ có công dụng bằng 30, tức là nó chỉ bằng 30% thôi. Đấy, còn nếu như mà mọi người sử dụng toner rồi thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng tối đa cái hiệu quả của các sản phẩm dưỡng về sau mọi người nhá. Đấy, toner nó là một cái gì đấy mà nó giống như kiểu một loại liên kết ấy mọi người. Đấy, nếu như có nó thì những cái bước sau nó mới bền được. Đấy, ok. Tiếp theo, có serum hay kem gì để trị mụn không? Serum hay kem để trị mụn thì nó sẽ có. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Nhung lại chưa có bày sẵn ra đấy cho mọi người. Tuy nhiên thì Nhung cũng sẽ có những cái cách để giúp cho mọi người, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng nên, nếu như là da của mình bị mụn thì chúng ta cũng nên để ý một chút xíu đó là gì? Trong cái quá trình mà chúng ta ăn uống các cái mình cũng nên tránh, thứ nhất là gì? Tránh cay, nóng, dầu, mỡ này. Chúng ta ăn nhiều rau, uống nhiều nước này, đúng không? Và việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bổ trợ khác nữa, đấy, tránh tình trạng nặng mụn nhá. Đấy, cái này là cái đầu tiên mà Nhung lưu ý mọi người là không nặng mụn nha. Đó, ngoài ra thì mọi người bắt buộc là mọi người phải tẩy trang, bắt buộc là phải dùng kem chống nắng. Đấy là ba cái điều cần thiết mà Nhung muốn là mọi người phải nhớ thật là kỹ. Đó là gì? Thứ nhất là không nặng mụn, thứ hai là tẩy trang, rửa mặt thật kỹ, thật sạch. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta sử dụng kem chống nắng nhá mọi người nhá. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên và hàng ngày cho Nhung. Ngoài ra thì phải thường xuyên cấp ẩm cho da nữa. Đấy là cái điều thứ tư mọi người lưu ý. Đó gì ạ? Thường xuyên cấp ẩm cho da, bởi vì sao? Da thiếu ẩm sẽ khiến cho chúng ta là tiết dầu nhiều hơn. Mọi người cứ tưởng tượng xem, ví dụ như một cái làn da chúng ta nó đang bị khô, đang bị thiếu ẩm đi, thì nó sẽ, tức là nó sẽ kiểu cố tiết ra nhiều dầu hơn để giúp cân bằng độ ẩm, nhưng như thế nó sẽ bị rối loạn, đúng không ạ? Và nó không kiểm soát được cái lượng dầu tiết ra như vậy thì khiến cho da bị tắc lại những cái lỗ chân lông khi mà mọi người chưa vệ sinh sạch này. Tự nhiên như vậy sẽ tạo ra mụn của mình, cũng như là khiến cho cái làn da của chúng ta nó bị nhạy cảm hơn rất là nhiều. Nên là gì, cái bước thứ tư mà Nhung lưu ý mọi người đó là chúng ta phải dưỡng ẩm cho da mọi người nhá. Dưỡng ẩm cho da cực kỳ là tốt luôn. Còn một cái điều nữa, đây là những cái điều mà gọi là chia sẻ thêm thôi, thì mọi người chúng ta cũng hạn chế là mình sờ tay lên mặt, bởi vì cái việc này nó cũng tối kỵ. Tay của chúng ta hay có rất là nhiều vi khuẩn, mọi người sờ tay lên mặt như vậy. Đây, thực chất là hiện tại ngày hôm nay Nhung vẫn có một cái mụn ở đây.
Đấy, mấy ngày hôm trước là về quê các cái thức khá là khuya. Nên là hôm nay vẫn còn một cái mụn ở đây. Bạn dùng sữa rửa mặt gì vậy? Sữa rửa mặt thì trước đây thì Nhung có sử dụng một loại sữa rửa mặt của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì Nhung mới đổi qua loại sữa rửa mặt này ngày hôm nay. Tuy nhiên thì em này Nhung mới sử dụng được khoảng tầm vài ngày, nhưng mà thấy hiệu quả của nó khá là ok. Bởi vì cá nhân Nhung thì Nhung rất là hay để ý đến những cái tiểu tiết. Thì em này nó có một cái điều rất là hay ho, đó là cái bọt của nó ấy. Tức là nó không phải là nó lên quá là nhiều bọt, nhưng cái bọt của nó rất là mịn mọi người nhá. Và với cái bọt mịn như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đi được vào sâu cái lỗ chân lông của mình và lấy đi bụi bẩn tốt hơn. Đó, mọi người nhớ là gì khi mà chúng ta sử dụng sữa rửa mặt này hay là sữa rửa mặt này hay là sử dụng tẩy trang này thì chúng ta cũng tuyệt đối là gì, mình chỉ cần massage nhẹ nhàng thôi, chứ chúng ta đừng tỉ như này, nó sẽ dễ bị tổn thương da của mình mọi người nhá. Đó, da dầu mụn dùng tẩy trang Mio và sữa rửa mặt nữa giới thiệu được không ạ? Ngày hôm nay thì Nhung giới thiệu tất cả những sản phẩm này đều là có liên quan đến cái tình trạng những nào bị da mụn, bởi vì cái topic ngày hôm nay là Nhung chia sẻ cho mọi người về cái cách chăm sóc da mụn của mình đấy, kể cả là những cái sản phẩm ví dụ như là toner này hay là sữa rửa mặt này hay là tẩy trang Mio này đúng không, hay là kem dưỡng này, hay là bất cứ một cái sản phẩm gì đây đều có cái khả năng là hỗ trợ cho mọi người trong quá trình mà chúng ta điều trị da mụn của chúng ta. Môi nẻ thì dùng loại nào tốt thế em? Rồi chị Nguyễn Tường Vi ơi, nếu như mà môi của mình bị nẻ thì thứ nhất là mọi người lại uống nhiều nước cho Nhung, thứ hai là trước khi đi ngủ mọi người ủ môi nhá. Ủ môi này thì nó sẽ vừa giúp cho chúng ta làm sao làm cho cái da mụn nó mềm hơn, thứ hai nữa là cái việc mà sáng hôm sau chúng ta dậy chúng ta vệ sinh, chúng ta lau đi thì nó sẽ hỗ trợ là lấy đi cả những cái tế bào chết trên môi của mình nữa mọi người nha. Đó, còn ban ngày chúng ta sử dụng cho Nhung cái em này nhá. Đây, em dưỡng em son dưỡng môi để chúng ta thì mọi người dùng bất cứ lúc nào cũng được luôn, được chưa? Kể cả sáng, tối, trưa, chiều, vân vân, bất kể khi nào mọi người thấy môi của mình khô là mình sử dụng được nhá. Đó, ok la. Và nếu như mọi người còn vấn đề gì chúng ta cứ đặt ra câu hỏi đi ạ. Da đang mụn thì có dùng vitamin C được không bạn mọi người ơi? Thực chất ấy, thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da mà nó có những cái thành phần ví dụ như là B3 này hay là C hay các cái đúng không ạ, thì nó đều là ok. Tuy nhiên mọi người lưu ý rằng những cái thành phần đấy nó không được cao đó, bởi vì sao, cái làn da của mình nó là da mụn và nó đang khá là yếu thì nó sẽ chưa thể thích nghi được những cái thành phần, mặc dù rất là tốt nhưng nó chưa thích nghi được với những cái thành phần mà nó có cái nồng độ khá là cao. Thì mọi người sử dụng mọi người nên để ý là gì ạ, ví dụ như là nó sẽ không có, ví dụ không ghi là vitamin C bao nhiêu phần trăm này hay là B3 vân vân bao nhiêu phần trăm cả đúng không ạ, thì như vậy nó sẽ dần dần nó sẽ dịu dàng cái làn da của mình hơn, mình sử dụng thì nó sẽ dần dần nó sẽ thích hợp được hơn đấy. Chứ còn mọi người sử dụng vitamin C thì rất là ok thôi, mọi người có thể là uống C các cái nhá, nhưng mà dùng lên da thì nên hạn chế, bởi vì khi mà nó chưa thích ứng được kịp ấy sẽ dễ gây ra cái tình trạng là bị kích ứng trên da của mình đúng không ạ. Và khi mà kích ứng trên da của mình thì mọi người có thể là dần dần chúng ta dùng, nó cũng sẽ có khả năng phù hợp, nhưng như vậy nó sẽ khiến cho làn da chúng ta nó cũng bị yếu đi, nên là mọi người chúng ta cũng lưu ý cái việc đấy nhá. Đó, ok, và tiếp theo là mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt ra câu hỏi dưới đây nhá. Nhưng cũng sẽ chia sẻ cho mọi người, nãy giờ là chia sẻ mọi người những tip gì rồi nhỉ. Nghe không? Trời đất, nói nhiều quá. Rửa mặt có cần máy rửa mặt không hay rửa bằng tay? À, câu hỏi rất hay luôn nha. Đấy, rửa mặt có cần máy rửa mặt không hay rửa bằng tay? Thực chất ấy, thì mọi người rửa bằng tay cũng được, tuy nhiên thì nó sẽ không có sạch được sâu. Đó, thì mọi người có thể sử dụng máy rửa mặt, hoặc là mọi người có thể sử dụng miếng bông, cái miếng mút rửa mặt ấy. Tuy nhiên thì lại có một cái lưu ý nữa dành cho mọi người khi mà chúng ta sử dụng máy rửa mặt, thì đối với những hàng nào hay những anh chị nào mà chúng ta đang có tình trạng là da của mình nó nhạy cảm, chúng ta sử dụng máy rửa mặt ấy nhiều khi nó sẽ dễ bị kiểu gây tổn thương cái phần da của mình nếu như cái máy rửa mặt đấy nó không phải là loại tốt, loại xịn có chất lượng cao mọi người nhé. Nên là chúng ta cũng lưu ý một chút xíu, nếu như mọi người không sử dụng máy rửa mặt thì thôi, còn nếu như sử dụng chúng ta phải sử dụng một cái loại mà nó cực kỳ tốt và nó gọi là gì nhỉ, nó mềm mại, nó phù hợp với cái làn da của mình đấy. Dùng máy rửa mặt có hết mụn đầu đen được không? Rồi, dùng máy rửa mặt thì cũng có khả năng giúp cho chúng ta làm giảm mụn đầu đen mọi người nhé, làm giảm mụn đầu đen. Tuy nhiên thì cái việc mà mụn đầu đen của chúng ta ấy, nó tức là mọi người có hay có một cái thói quen, đó là khi mà thấy mụn đầu đen thì nhất là mọi người sẽ gắt này đúng không ạ, hoặc là mọi người nặng này,
phở mọi người sẽ lột này, đúng không ạ? Thì mọi người chúng ta cũng tránh cái tình trạng đấy đi, bởi vì cái việc mà chúng ta lột mụn các cái, trời ơi, nó gây tổn thương rất nhiều đến cái làn da của mình. Thì mọi người có thể sử dụng những cái sản phẩm như là máy rửa mặt các cái cũng rất là ok, hoặc là những cái sản phẩm như là sữa rửa mặt mà nó tạo bọt siêu mịn, hoặc là bọt rửa mặt luôn đấy. Nếu có thể mọi người sử dụng bọt rửa mặt luôn cũng rất là ok. Trước đây thì Nhung cũng sử dụng một thời gian, Nhung dùng khoảng tầm 2 tháng bọt rửa mặt, Nhung thấy khá là ok và nó hết được cái mùi đồ đen đấy. Tuy nhiên thì cái làn da của Nhung thì nó cũng lại không phù hợp cho lắm rồi ạ. Da của Nhung nó lại hơi buồn cười một cái ạ. Nhiều khi có những sản phẩm sử dụng trong thời gian đầu rất là ok, về sau thì nó lại không ok nữa. Nên là Nhung cũng thường xuyên thay đổi những cái sản phẩm Nhung sử dụng. Và đương nhiên rồi, sản phẩm nào mà mình cảm thấy nó phù hợp, ok thì mình dùng thôi. Hả? Thì mọi người có thể tham khảo dùng máy rửa mặt cũng rất là ok, đấy là một cái cách mà Nhung thấy khá là ổn. Tuy nhiên nếu như mọi người chúng ta sợ rằng nó bị tổn thương cái phần da của mình thì mọi người mua cái miếng rửa mặt cũng được. Đấy, cái miếng silicone đấy, mình có thể sử dụng cái phần đấy thì mình có thể chủ động hơn trong cái việc là tạo lực nhá. Da đẹp của em, dạ vâng ạ, cảm ơn chị Phạm Huyền nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thực chất thì da của Nhung đến bây giờ thì nó cũng ok hơn trước rất là nhiều. Trước thì Nhung bị mụn ở hai bên má và phần trán này. Một phần là do thức khuya, một phần nữa là do thích ăn những cái đồ kiểu cay nóng. Nhung rất là thích ăn đồ Hàn Quốc, thề luôn. Đấy, ăn kim chi các cái, trời ạ, cay nóng. Bị mụn khá là nhiều, tuy nhiên nó không phải là đến mức kiểu nó viêm da đỏ hay là sưng tấy lên như những cái mụn li ti khá là nhiều. Thì thời gian gần đây là Nhung cũng cố gắng là dưỡng da tốt. Tuy nhiên là cách đây vài hôm thì có về quê và hiện tại thì đang có một em mụn khá là xinh ở bên dưới phần cằm này. Đấy, khá là duyên ở phần cằm này. Đương nhiên là vẫn đang cố gắng là để chia tay với em đấy thôi, chứ cũng không thích em ấy cho lắm, đúng không ạ? Ok thì mọi người, nếu như mà chúng ta có bất kể một câu hỏi gì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là comment xuống đây nhá. Bởi vì ngày hôm nay thì Nhung cũng đã chia sẻ với mọi người một vài những cái tip rồi. Nếu như mà mọi người chúng ta không có tương tác và không hỏi thì nhiều khi Nhung lại không nghĩ đến những cái vấn đề đấy chia sẻ. Nên mọi người cứ hỏi đi, chúng ta có vấn đề gì trên da của mình này, hay chỉ đơn giản là ví dụ chúng ta muốn biết một cái thông tin gì thì mọi người có thể là comment xuống đây nhá. Có kem gì dưỡng cho body không chị? Nghe nói Tết Dương lạnh sun. Chuẩn luôn mọi người ơi, nghe nói là mấy hôm nữa thì thời tiết thay vì là lạnh ở mức độ là 11 độ C thì nó giảm xuống còn khoảng tầm 8 cho đến 9 độ C thôi. Nên là mọi người cũng cần dưỡng body của mình nha. Đó, thì với cái em Oxford này thì hiện tại thì Nhung cũng đang dùng, có thể là dùng được cho cả body của mình luôn nhá. Đấy, em này dung tích khá là lớn đây, một cái em này dung tích rất là to, 200ml, vừa dùng cho mặt và dùng cho body được luôn nha. Ngoài ra thì tránh tình trạng là tắm với nước nóng, được chưa ạ? Đấy, cái này là Nhung phải nói thường xuyên, buổi nào Nhung cũng phải nói. Có những cái câu mà mọi người, nếu như mọi người xem livestream của Nhung nhiều, mọi người sẽ thấy bị lặp đi lặp lại, đó là tránh tắm nước nóng, bội đầu nước nóng, rửa mặt nước nóng. Và cái thứ hai nữa là uống nước thường xuyên, mọi người ơi, nhớ uống nước nha. Đó, không được quên đâu. Đấy, bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên sử dụng những cái sản phẩm bên ngoài. Và cái em Outshot này là một cái sản phẩm mà Nhung thực sự rất là tâm đắc luôn. Đấy, trước đây thì Nhung cũng có tìm hiểu qua thôi chứ không tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên sau đấy Nhung xem rất là nhiều những cái review trên cả những cái diễn đàn review mỹ phẩm này, rồi tip review làm đẹp các thứ ấy, thì Nhung xem rất là nhiều tìm cái từ khóa Outshot này thì thật sự là đến 99% là không có một cái review nào là chê cả, mà tất cả lời khen không chỉ là trên diễn đàn của Việt Nam mình mà trên các diễn đàn review của quốc tế nữa. Thì Nhung thấy rằng em này nó quá là ok cho mọi người luôn, đặc biệt là những ai mà đang trong cái tình trạng da của mình nó bị yếu, bị nhạy cảm thì đây là một trong số những cái sản phẩm mà Nhung khuyên mọi người nên dùng đó. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng không nên là gì ạ, bỏ qua cái bước đó là chống nắng mọi người nhá. Trời ơi, chống nắng là cái bước siêu quan trọng luôn mà. Thực sự là bản thân Nhung cũng rất là lười. Đấy, rất là lười, ngày hôm nay là cũng đang quên chống nắng đây này mọi người ạ. Đấy, ngồi đây là nói xa xả ra nhưng mà bản thân mình cũng chưa có làm được, nhiều khi kiểu rất là lười luôn ấy. Bảo sao da bị khô mình toàn tắm nước nóng lại không chịu được, khổ ghê. Rồi ok chị Trần Thị Vy, mình tắm nước ấm thôi là ok. Không nhất thiết là chúng ta phải tắm nước nóng hay nước lạnh đâu, bởi vì nếu như mà mình tắm nước lạnh quá thì nó cũng không có làm sạch da của mình được, nó khiến cho cái lỗ chân lông của mình nó bị kiểu co lại á. Đó thì như vậy thì
mình không thể nào mình lấy được sạch những cái bụi bẩn trên da của mình. Tuy nhiên thì nếu như mọi người tắm nước nóng thì nó sẽ khiến cho da của mình nó bị khô. Thì chúng ta tắm nước ấm vừa phải thôi nhá. Nước ấm vừa phải là ok nhất, phù hợp nhất đó mọi người ơi, nhớ uống nước nha. Ngoài ra thì ngày hôm nay mọi người, nếu như mà mọi người muốn là mình đẹp tắm diện thì chúng ta cũng phải nhớ là gọi là đừng bỏ qua những cái chi tiết đấy, da của mình rất là quan trọng. Nhưng thấy nhiều khi Nhung livestream mọi người hỏi rất là nhiều vấn đề về da, tuy nhiên là môi với mắt thì mọi người cũng chưa có để ý lắm, thì mọi người cũng nên care một chút về cái vấn đề. Buổi tối mình đi ngủ thì thực chất thì chúng ta dưỡng da, chúng ta chỉ cần thêm một cái bước đơn giản thôi, mình đánh một chút cái dưỡng môi này, rồi chúng ta xoa, chúng ta thoa một chút cái serum thơm mắt, các cái nó đã rất là hoàn thiện, chúng ta một cái bước skin care của mắt nó khá là ok cho mình rồi, cho nên là mọi người chúng ta cũng đừng bỏ qua cái bước đấy nhá. Đó, và nếu như mà những nàng nào mà da mụn thì đấy, nhớ là gì, chúng ta không nên thức khuya nhá, ngủ sớm vào mọi người ạ. Đấy, tầm khoảng 10 giờ đi ngủ là ok rồi. Da mà mụn thì chết dở, nó thức khuya chết dở, mụn hết. Da đẹp quá, mỗi ngày dưỡng da có mất nhiều thời gian không bạn? Thực chất thì mỗi ngày Nhung dưỡng da mất gọi là kiểu vừa dưỡng vừa chơi chơi thì mất khoảng tầm 20-30 một tiếng, tùy đấy, tùy từng hôm, tùy kiểu tùy cảm xúc nữa. Tức là Nhung lúc nào đi làm về đều là auto phi vào nhà tẩy trang rửa mặt luôn đấy, tẩy trang rửa mặt xong Nhung sẽ bắt đầu dùng toner đó. Trước khi đi ngủ một tuần khoảng tầm 3 buổi thì Nhung sẽ đắp mặt nạ các cái nữa, đúng không? Mặt nạ mọi người có thể là đắp mặt nạ tự nhiên hoặc là đắp mặt nạ giấy, vân vân vân, tùy theo mọi người cái loại mặt nạ nào mà phù hợp với làn da của mình nhá. Đối với Nhung thì cái loại mặt nạ mà Nhung thường sử dụng nhất thì nó là mặt nạ giấy, bởi vì mặt nạ giấy thì nó kiểu nó phù hợp với khá là nhiều loại da đấy. Bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà trước khi đi ngủ các cái thì Nhung cũng sử dụng cả serum rồi thì kem dưỡng, nói chung là cũng không mất quá nhiều thời gian, bởi vì mình cái thời gian mà mình sử dụng những sản phẩm đấy nó tức là nó mất rất là ít thôi. Nhưng mà cái quá trình giữa các công đoạn đấy thì mình cũng cần cho da của mình nó nghỉ một chút xíu để nó kiểu thẩm thấu kịp ấy. Đấy, lúc đấy thì Nhung thường là hay xem phim, vừa kiểu skincare vừa xem phim, xem hết một tập phim thì là xong xuôi đi ngủ là vừa. Đấy thì cũng khá là ok. Mọi người chúng ta nên chất thì mình kiểu để chúng ta có được một cái làn da đẹp ấy, đúng không ạ? Thì Nhung nghĩ rằng một tiếng mỗi ngày nó không phải là một cái gì để nó quá là lớn. Còn buổi sáng mọi người ngủ dậy thì chúng ta không mất quá nhiều thời gian rồi. Thứ nhất là ngủ dậy thì chúng ta bắt buộc phải rửa mặt, đúng không ạ? Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, cái đấy là cái cần thiết. Đấy, sau khi đấy thì chúng ta lại sử dụng toner và mình sử dụng kem chống nắng, thế là ok rồi. Đấy rồi chúng ta bôi một chút dưỡng môi nữa, khá là ổn. Thế thôi, buổi sáng thì chúng ta không mất quá nhiều thời gian, buổi tối thì chúng ta cũng nên chăm sóc kỹ hơn một chút xíu, đúng không nào? Giờ kem mọi người còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Đó, thì nếu như mà mọi người chúng ta còn bất cứ một cái câu hỏi gì mà cần Nhung tư vấn hỗ trợ thì chúng ta có thể là comment xuống đây. Bởi vì khi mà mọi người hỏi thì Nhung mới có thể là chia sẻ được những cái mà Nhung muốn chia sẻ. Nhiều khi thì ngồi nghĩ, chỉ nghĩ ra những cái mà mình đã có sẵn trong đầu thôi mọi người ạ. Đó. Có một điều nữa là mọi người cũng có thể là khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm dưỡng da nhá, thì không biết là lúc nãy Nhung đã nói chưa, ví dụ như chúng ta dùng serum này hay chúng ta dùng kem này, mọi người cũng nên massage theo cái chiều từ dưới lên, kể cả là mọi người có tẩy trang đi chăng nữa, mọi người cũng nên là gì, tẩy trang theo chiều từ dưới lên để tránh tình trạng là bị sệ cái da mặt của mình nhá. Như thế nó khiến cho chúng ta kiểu bị lão hóa nhanh hơn ấy, nên chúng ta phải đây, cứ từ dưới lên cho Nhung như thế này nhá. Đấy, như vậy là ok rồi, đúng không ạ? Em người dưỡng da quá sáng không kịp dậy mua kem chống nắng. Ơi mọi người ơi, thực chất thì khi mà chúng ta ngủ dậy nhá, Nhung có một cái nữa mà quên chưa chia sẻ mọi người, đó là đối với body thì thường là khi mà tắm xong Nhung hay sử dụng thêm một cái nữa, đó là sữa dưỡng thể. Ơi mọi người, chúng ta có thói quen đấy không? Bởi vì cái thời tiết như này Nhung không bôi những cái kem ẩm nữa, không bôi những cái kem nẻ rất nhiều đâu, mà Nhung thường xuyên là sử dụng những sản phẩm cấp ẩm và kiểu gọi là không bôi những cái kem trị nẻ, mà thường là dùng sữa dưỡng thể này cái thứ ấy. Đấy, buổi sáng khi mọi người dậy, mọi người đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong đi ra pha một ít toner, đúng không ạ? Thế nó rất là nhanh thôi, sau đó mọi người bôi kem chống nắng. Thì bôi kem chống nắng xong bắt đầu là mọi người quá trình thay đầu, thay quần áo các thứ xong xuôi thì là mọi người đi ra ngoài vừa, đúng không nào? Đấy thì cái việc đấy nó cũng không mất quá là nhiều thời gian nhá. Một ngày mọi người vẫn nên sử dụng kem chống nắng, bắt buộc nên sử dụng đấy đó.
ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người khá là nhiều rồi, không biết là mọi người đã còn câu hỏi gì nữa không? Đấy, nếu như mà không còn câu hỏi gì nữa thì chắc là sẽ hẹn mọi người trong buổi sau đi. Ngày hôm nay chia sẻ khá là nhiều liên quan đến da mụn rồi đúng không ạ? Ngày bạn uống mấy cốc nước đó trời ơi mọi người ơi, uống nhiều không kể được luôn. Thường thì nhá, hiện tại thì Nhung chia sẻ thật là cũng đang điều trị bệnh dạ dày nên là uống thuốc rất là thường xuyên, thì thuốc của Nhung là thuốc nam nên là nó cũng đã là nước rồi. Đấy, một ngày là uống rơi vào khoảng tầm nửa lít thuốc rồi, sau đó là cứ bất cứ lúc nào khác là uống, mọi người nên uống thật là nhiều, tầm khoảng lít rưỡi cho đến 2 lít tùy vào cơ địa của mỗi người. Không phải là ai cũng uống 2 lít, có những người sẽ uống nhiều hơn nhưng còn những người thì chỉ cần uống ít hơn thôi. Mọi người cứ lúc nào khác hoặc là cứ rảnh ra là mọi người uống nhá. Đó, và có một cái cách nữa mọi người uống nước rất là ok, đó là uống vào cái giờ ví dụ 7 giờ sáng này để đánh thức giác quan của mình, 9 giờ này, 11 giờ này, xong rồi đến 1 giờ chiều này, 3 giờ chiều này, 5 giờ chiều này, 7 giờ tối này, và sau 9 giờ tối mọi người không uống nữa. Đấy, thì đấy là một trong số những cái cách mà Nhung hay sử dụng hay uống nước. Mọi người có thể là tham khảo theo cách đấy, Nhung thấy nó khá là ok cho cái sức khỏe cũng như là cho cái da của mình. Và ngày hôm nay chắc là chia sẻ với mọi người đến đấy thôi đúng không ạ? Buổi sau thì sẽ tìm hiểu thêm cũng như chia sẻ thêm cho mọi người nhiều vấn đề hơn nhá. Ok, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.